Lê Thị Thu Hằng, hé lộ xuất thân khủng của nữ thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Bà Lê Thị Thu Hằng sinh ngày 2 tháng 12 năm 1972 tại Hà Nội. Bà là một nhà ngoại giao người Việt Nam. Bà hiện nay đang giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bà từng giữ cả chức vụ là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đồng thời là trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Từ ngày 30 tháng 3 năm 2017, bà Lê Thị Thu Hằng đã được bổ nhiệm làm người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, thay cho ông Lê Hải Bình, được phân công làm Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam. Bà Lê Thị Thu Hằng được xem là một cán bộ ngoại giao có năng lực cao. Điều này đã được chứng tỏ khi bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đặc biệt, bà Lê Thị Thu Hằng có lối ứng xử rất linh hoạt. Thời điểm bà còn đảm nhiệm là người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà đã có những câu trả lời của phóng viên nước ngoài một cách dứt khoát và đúng trọng tâm, cũng như truyền tải được thông tin đầy đủ và ý đồ của Việt Nam với phong cách ngoại giao cây tre. Làm việc với bà Lê Thị Thu Hằng, phóng viên đều ấn tượng vì nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao là người gần gũi với báo chí, với phong thái là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Bà Lê Thị Thu Hằng sẽ được kỳ vọng là cán bộ chủ chốt của ngành ngoại giao Việt Nam và nằm trong diện quy hoạch cho chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ tới sau khi ông Bùi Thanh Sơn về hưu. Bà Lê Thị Thu Hằng sinh ngày 2 tháng 12 năm 1972 tại Hà Nội. Theo một số nguồn tin thì bà Lê Thị Thu Hằng được sinh ra trong một gia đình có truyền thống về ngoại giao. Cha của bà từng công tác trong ngành ngoại giao Việt Nam và từng làm việc tại Đại sứ quán của Việt Nam tại châu Âu. Với lợi thế xuất thân trong một gia đình có truyền thống về lĩnh vực ngoại giao, điều này giúp bà sớm tiếp xúc với công việc này và phần nào đó học hỏi được kinh nghiệm từ người cha của mình. Bà Lê Thị Thu Hằng là học sinh chuyên tiếng Nga khóa đầu tiên của Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, một trường công lập nổi tiếng tại Hà Nội. Năm 1994, bà tốt nghiệp cử nhân Anh văn, khoa phiên dịch tiếng Nga, trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội. Bà thông thạo tiếng Anh và tiếng Nga. Bà Lê Thị Thu Hằng còn có bằng cử nhân luật của trường Đại học Luật, Đại học Hà Nội. Bà lấy bằng thạc sĩ ngoại giao và truyền thông quốc tế tại trường Đại học West of England thuộc Vương quốc Anh. Từ năm 1996, lúc này bà 24 tuổi, bà Lê Thị Thu Hằng đã vào ngành ngoại giao và bắt đầu công tác tại Vụ Thông tin Báo chí thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2001 cho đến tháng 12 năm 2004, bà Lê Thị Thu Hằng làm tùy viên văn hóa báo chí tại Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Sau nhiệm kỳ tại Liên bang Nga, bà trở lại công tác tại Vụ Thông tin Báo chí. Từ năm 2009, bà làm Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí Bộ Ngoại giao Việt Nam. Từ tháng 1 năm 2012 cho đến tháng 5 năm 2015, bà là tham tán công sứ, Phó Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Tháng 10 năm 2015, bà giữ chức vụ quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam tại nước ngoài. Từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017, bà là Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn hóa của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Từ tháng 4 năm 2017, bà giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ngày 16 tháng 8 năm 2021, bà Lê Thị Thu Hằng được bổ nhiệm làm trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Vào ngày 2 tháng 12 năm 2022, bà được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ngày 28 tháng 4 năm 2023, bà Lê Thị Thu Hằng kiêm giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Bà Lê Thị Thu Hằng được đánh giá là một nhà ngoại giao xuất sắc. Trải qua nhiều năm làm việc tại Bộ Ngoại giao, bà đã có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành và truyền tải đường lối của ngoại giao Việt Nam. Bà đã tham gia vào việc ký kết các văn kiện ngoại giao với nhiều nước trên toàn thế giới,
góp phần nâng tầm Việt Nam trên trường quốc tế, giúp Việt Nam phát triển trên cả lĩnh vực về chính trị, văn hóa xã hội và phát triển kinh tế. Với nền tảng và sự nhanh nhạy trên lĩnh vực ngoại giao, hy vọng bà Lê Thị Thu Hằng phát huy hết năng lực của mình để trở thành một lãnh đạo chủ chốt trong ngành ngoại giao Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam phát triển về mọi mặt, ổn định về kinh tế, chính trị, là điểm đến của các nhà đầu tư và khách du lịch quốc tế.